Thêm nữa kìa, thêm nữa. Gấp gấp một miếng nữa. Cầm cái đũa. Đi làm nước nấy cho con. Rồi con hai gấp ăn đi. Cảm ơn ngoại đi con. Dạ ngoại đi. Dạ mày. Dạ mày đi con. Con ở đâu? Ở cây gì? Tính gì? Trời ơi. Gấp lên nó sợ cho sao không? Ăn được rồi.